Cụm từ phẫu thuật thẩm mỹ đã không còn xa lạ trong xã hội hiện nay. Tuy nhiên, để có kết quả thẩm mỹ như mong muốn thì các kỹ thuật công nghệ cao cần phải được ứng dụng nhằm bảo đảm sự an toàn và tránh tai biến đáng tiếc. Thẩm mỹ hiện đại ngày càng đóng vai trò lớn trong đời sống của mọi người dân. Với sự phát triển của khoa học y tế, ngày càng nhiều những công nghệ mới, kỹ thuật mới, an toàn được đưa vào nghiên cứu và sử dụng. Công nghệ vật liệu tự thân được nghiên cứu và ứng dụng một cách rộng rãi nhằm thay thế dần những chất liệu độn sinh học ngoài cơ thể, nhằm giảm thiểu nguy cơ bị kích ứng chất liệu, thải loại hay nhiễm trùng. Tại hội thảo Facial Design, ứng dụng khoa học trong thẩm mỹ, các chuyên gia đã giới thiệu một số kỹ thuật mới, an toàn và hiệu quả trong việc phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ khuôn mặt như cấy mỡ mặt tự thân APF+, cấy mỡ mặt kết hợp với PRP, huyết tương dầu tiểu cầu rất hiệu quả cho việc trẻ hóa làn da và làm đầy các vùng trên khuôn mặt, nâng mũi cấu trúc Amis Soft Fly, cắt mí nâng cơ Amis Revision Eyes. Hội thảo có sự giao lưu trao đổi giữa các nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực thẩm mỹ, các hoa hậu, á hậu trong các cuộc thi sắc đẹp cùng khách mời là các khách hàng đã từng trải nghiệm dịch vụ với các bác sĩ của The Vinci để có góc nhìn đa chiều, toàn diện và sâu sắc về thẩm mỹ.